tôi cùng với cán bộ kỹ thuật Đỗ Văn Tuyến, nhà thầu Hòa Bình tiến hành nhiệm vụ công tác lắp dựng bản mã hay gọi là công bộ đi tù máy căn BT03 của Phú Thọ. Căn này ký hiệu là DO1903. Công tác nghiệm thu bắt đầu. Cơ sở công tác nghiệm thu bao gồm có phiếu cầu nghiệm thu, biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu, bản vẽ shop drawing được phê duyệt, triển khai từ bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, hợp đồng của nhà thầu, tiến độ thi công phê duyệt, các quy trình thi công và tiêu chuẩn thi công có liên quan. Quay vào đây. Giới thiệu sơ qua ở đây, con bọ Lito ở đây dùng thứ nhất là các cái đây là bản mã. Quay vào đây. Bản mã kẽm 50-50, dày 2mm, kết hợp với thép L50x50x3. Khoảng cách ở đây là, tôi quay đây. Khoảng cách ở đây là A500. Đây một số vị trí nhà thầu đã làm dày hơn để đảm bảo chắc chắn hơn. Này có khoan vít chắc chắn vào, tất cả có mũi hàn, kít. Đây là Lito, khoảng cách của Lito là A250. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra từng vị trí mặt một. Quay vào đây. Đây là bản vẽ triển khai shop drawing. Thứ nhất là bản vẽ của con bản mã con bọ DA500. Tiếp theo là đến mặt bằng Lito mái. Cái này là bản vẽ của triển khai chi tiết của Lito, tất cả các đoạn dài và A kích thước của số lượng. Đây là các chi tiết lắp dựng và chi tiết của lợp ngói. Đo A 500. Cái này quay nhanh thôi mà. Cứ đặt vào điểm đúng rồi đây. Các em ơi. Trước khi đo và một hai thì em quay tổng quan một lượt trước nhé. Rồi, một, hai đây. Một, hai, đây, 100 đây. 100 là 4 khoảng, 1, 2, 3, 4. Rồi, tiếp tục đi. Đặt cái này để kiểm tra độ phẳng. Rồi, tiến lên. Đây là chi tiết kết liên kết giữa cái bản mã và sàn. Đây. Đàn ở thép M8 nhân 60mm. Tất cả các này đều được hàn này. Hàn và được sơn bảo vệ. Đây được rồi. Với lại kéo A của phong A của Lito đi. Kéo thước. 4 khoảng. Đây 4 khoảng 1 mét đây. Được rồi. Đây.
Ở phía dưới này là ly tô chân mái 50-50 nhân với 2mm dày. Đây, đây là ly tô 50-50 nhân 2 đây. Đây là 3 ly tô đỉnh mái xuống nha. Anh ơi, đi vào xong về đây để quay video. Phía này đặt con này xong rồi đi. Đây, đo ly tô trước, không đo con bọ được. Rồi, được rồi. Đặt từ ra đồ phẳng mới đo mới không a con bọ được. Được rồi. Đây, hàng này. Đây. Và cá dây. Được rồi, 1, 2, 3. Đây, hàng trên này luôn. Đây là chi tiết của máng xối để ngăn nước thấm vào khe. Cái này đã có lắp dựng trước sau khi cán xong bề mặt này và đã lắp cái này. Bản vẽ của chi tiết của cái này của cái kích thước máng xối chi tiết máng xối này đã thể hiện ở trong bản vẽ của lăng mái. Có em quay view rồi anh, em quay view trước khi mình quay chi tiết. Rồi. Đây, 1, 2, 3, 4, 4 khoảng 100. Rồi, tiếp tục đi. Cả vị trí đỉnh mái đều phải khớp chạm vào nhau để đảm bảo độ phẳng của hai mặt phẳng giao nhau để đảm bảo cái ngói chạc ba úp vào sẽ không bị kênh. Đây. Rồi quay tiếp. Rồi. Nhanh mưa to rồi cũng xong. Khoảng 100. Rồi. Khoảng cách bản mã A50. Bên đây, bên đây, bên đây. Vamos a
độ khoảng được được không? Không anh ạ. Tách video. Không, viết luôn để vị trí viết kết luận. Được. Rồi quay vào đây. 1 4 khoảng 100. Được. Đây. Rồi. Quay cả xuống đây. Thì những cái bàn giật đi. Cái bàn giật đi. Đây là ngói để chuẩn bị lên để phục vụ công tác lập ngói sau khi kiểm tra hệ con bọ Lito đảm bảo thiết kế. Mái sẽ lập theo thiết kế, lập từ dưới lập lên, lập từ phải qua trái. Đây là mỗi ngói sẽ có 2 vít. Lập lên trên là các cái góc trên chân người chọc 3. Người giờ đã quay, trên này có cái tăng ngói bên này. Có lúc chờ đây là bản vẽ shop triển khai lấy từ bản vẽ thiết kế được phê duyệt, có chi tiết của bản mã liên kết, chi tiết ngồi ghi chú lợp ngôi mái và nhà thầu sẽ tuân thủ theo bản vẽ thì anh thi công, ban quản lý dự án vừa giám sát sẽ thường xuyên kiểm tra. Được chưa? Đây là ngói lợp, đây là ngói úp. Chuyển đoạn thi công. Chuyển đoạn thi công. Chuyển đoạn thi công. Công tác nghiệm thu đạt yêu cầu, đồng ý cho nhà thầu chuyển giai đoạn. Công tác nghiệm thu đến đây là hết.